Rồi em chào tất cả anh em nha. Do sơ xuất em cái trang YouTube của em nó bị lạc mất đường link này anh em ơi. Giờ em tạo lại một cái trang mới. Nếu anh em mua hàng bên em vui lòng liên hệ với cái trang này ha. Với anh em nào đã từng mua thì vui lòng đăng ký lại giùm em. Cái trang hôm qua em cũng mò dữ lắm nhưng mà mất luôn cái đường link này. Rồi giờ em không có nhớ em lấy lại. Bây giờ em tạo cái kênh khác. Tại vì nhờ anh em nào mà đã từng mua máy của em ha, quay lại đăng ký hoặc là có trao đổi máy móc thì vô trang này giùm em nha. Bên em thì còn rất nhiều dòng máy nha anh em. Nói chung là máy cắt cỏ, máy xăng, máy dầu, phụ kiện bên bình xịt điện, bình máy nha anh em. Rất nhiều thứ, anh em cần thứ nào thì cứ alo lại giùm em ha. Rồi cần em báo giá có muốn cái dòng máy nào thì anh em cứ việc hú ha. Nói chung ở nhà em cũng chưa có dọn dẹp được nè, bây giờ còn ông ba lần quá, chắc phải có một thời gian dài để sắp xếp lại nó mới ổn định. Còn bây giờ thì thấy nó búa xua chân anh em ơi. Rồi anh em nào hổm gài có đang ủng hộ cái kênh của em á, có mua hàng thì vui lòng đăng ký lại kênh này giùm em nha, để em báo giá những mặt hàng, những cái dòng máy mà hổm gài anh em quan tâm á. Còn bây giờ thì em chỉ quay sơ lược cho anh em coi. Anh em có cần máy gì thì hú em ha. Bình xịt điện nè, rồi bình máy nè, máy dầu, máy phát điện, nói chung anh em cần thì hú em. Rồi phụ kiện bên máy dầu, máy xăng anh em, phụ kiện máy dầu, máy xăng với bên bình xịt điện. Quá anh em ơi, nó còn sùm, nói chung là nó còn bà lằn quá. Thì để em quay cho anh em biết rằng mà nữa anh em có đặt hàng mua hàng gì thì liên hệ giúp em nha. Em bị lạc một số thông tin thì nói chung là cũng sơ sót một phần cho em. Rồi anh em có cần máy móc gì thì hú em ha. Cái số điện thoại của em là 0913 731 221, có xài Zalo và Facebook số này luôn anh em. Rồi em chào tất cả anh em ha.